Ai dè, người đàn bà này có tâm địa độc ác. Họ có một đứa con, đặt tên là Cáp. Ít lâu sau, cha Tấm cũng mất, và cuộc đời của cô bắt đầu gặp nhiều sóng gió. Tấm ơi, trưa rồi, về thôi. Ơi, em coi bữa nay chị bắt được nhiều cá chưa? Tấm ơi, lên đây em xem chị bắt được nhiều cá không? Nè, nè, đưa đây cho em. Trời ơi, chị bắt được nhiều cá như thế này, chị giỏi thiệt đó. Thế nào mẹ cũng may cho chị yếm đỏ. Tắm ơi tắm, đầu chị lắm bùn. Nè, tắm đi, đi xuống sông, tắm đi, gọi đi, tắm đi. Tắm ơi, đầu chị lắm bùn, chị hợp cho sâu, kể về mẹ mắng đó. Hợp sâu, cho thật sâu. Thông minh lắm, như vậy mới xứng đáng là con của mẹ chứ. Không tốn một chút công sức nào mà trở thành người thắng cuộc. Giỏi lắm. Vậy là chiếc yếm đỏ thuộc về con rồi đó nha. Còn phải hỏi. Như vậy là trưa nay ta là có cớ bớt đi phần cơm của nó rồi. Vì tội đi cả buổi sáng mà không bắt được một con cá nào. Tại sao con khóc? Cá của con đã bị bắt mất rồi, sợ về gì đánh. Thôi con đừng khóc nữa. Hãy coi trong giỏ còn cái gì không. Dạ, chỉ còn một con cá bóng thôi ạ. Chị con hay đem cá bóng về nuôi. Mỗi khi cho ăn con nhớ gọi bóng bóng bang bang. Lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta, chứ ăn cơm hẩm cháo hoa nhà người. Mẹ ơi, xin ăn cho con. Răng với lợi. Đã nói rồi, xỉa răng ngần này tới đầu cũng biết xỉa răng nữa. Mày sẽ không trúng gì hết. Cái gì? Đau quá. Đau đó. Răng với lợi. Con mời gì ăn trầu ạ? Mày không nhìn thấy ta đang xỉa răng cho con cám hay sao mà mời ăn với uống? Xỉa tiếp đi mẹ. Để đó. Đi ăn cơm đi. Rồi còn dắt trâu ra đồng ăn cỏ. Dạ. Bóng bóng bang bang, lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta, đừng ăn cơm hẩm cháo hoa nhà người. Con. Dạ. Làng cấm không cho trâu ăn cỏ, thì con phải cho trâu ăn cỏ đồng xa, chớ ăn đồng nhà làm bắt mất trâu nghe con. Dạ, thưa dì con đi. Nhớ phải cho trâu ăn thật no, không thì dì đánh chết. Mẹ ơi mẹ, giờ này được không? Ừ, được đó. Được quá đi chứ. Hai ông về đó để làm gì hả bà?
để bắt cá bóng, mẹ con Cám có âm mưu bắt Tấm phải chăn trâu đồng xa để có đủ thời gian bắt cá bóng của Tấm làm thịt ăn cho bỏ ghét. Mẹ con Cám thật là đáng ghét, gặp con thì đừng hòng mà gạt được. Dữ quá. Rồi sao nữa hả bà? À, đến chiều về, Tấm gọi mãi chẳng thấy bóng Lên Ăn. Tấm khóc. Ông Bụt hiện lên và nói với Tấm rằng: con đừng khóc, bóng của con đã bị người ta ăn thịt mất rồi. Bây giờ con hãy tìm nhặt xương bóng, cho vào một cái hũ, rồi chôn dưới gầm giường. Sau 3 tháng 10 ngày con đào hũ lên thì điều lành sẽ đến với con. Làm sao cô Tấm tìm được xương hả bà? Tất nhiên là cô Tấm không thể tìm được xương rồi. Nhưng bây giờ có một con gà đi ngang qua sân, và con gà đã nói: cục ta cục tác, cho ta nắm thóc, ta bới xương cho. Thưa hoàng thượng, trúng vào cánh trái. Hoàng thượng bắn giỏi thật đó. Hoàng thượng tài quá, thần xin bái phục, bái phục, bái phục. Kìa, hoàng thượng, có một con chim từ xa bay tới. Hoàng thượng hạ nó đi. Lần này thì cánh phải nha. Dạ. Ủa, hình như nó mang một vật gì đó. Đúng vậy. Lập tức, nhà vua hạ lệnh cho mời tất cả đàn bà con gái khắp nơi về kinh đô để thử giày. Hễ ai mang vừa, thì nhà vua sẽ cưới làm vợ. Mẹ ơi, nhanh lên đi kẻo trễ bây giờ. Cái con này, làm gì mà nôn nóng dữ vậy? Tới sớm mà như ăn mày thì hỏi cái ích gì? Quan trọng là phải diện cái thật đẹp, mới lọt vào mắt vua. Dội dã chứ gì. Con thì con nghĩ rằng con không thể nào đẹp hơn nữa đâu, nhưng con chắc chắn rằng sẽ không còn đứa nào đẹp hơn con được. Con gái mẹ nói đúng lắm. Con gái mẹ đẹp lắm. Đẹp không hả mẹ? Như thế này mà ông vua không mê hả? Thì ông ấy chỉ có nước ở giá thôi. Thì mình đi hả mẹ? Đi luôn. Phải chờ cho mẹ làm đẹp hả? Sao con ích kỷ vậy? Nhưng mà mẹ ơi, vua kén vợ thì liên quan gì đến mẹ? Hả? Sao lại không liên quan? Trong những dịp lễ hội như thế này, ắt sẽ có nhiều vị quan to tới dự. Biết đâu, vận may lại chẳng đến mẹ. Có lý lắm. Con sẽ sửa soạn cho mẹ nha. Mẹ mà xinh như thế này á hả, thì quan thái giám thích mẹ nhất đó. Câm cái họng. Con nói giỡn thôi chứ ai nhìn mẹ cũng thấy mê hết. Nịnh. Vậy với em đẹp quá. Ai cần mày khen? Không đi làm việc đi mà còn đứng đó lẻo mép hả? Công việc hôm nay con đã làm xong hết rồi ạ. Tao hiểu rồi. Mày cũng muốn đi thử hài phải không? Dạ con chỉ xin đi xem thôi ạ.
Thôi được, không cho mẹ đi thì mang tiếng là gì ghẻ độc ác. Vô mang một đống gạo và một đống thóc ra đây. Chi vậy gì? Mày có muốn đi không thì bảo. Dạ con mang ra liền. Mẹ, mẹ kêu chỉ mang thóc gạo ra làm gì? Ừ, cái con này ngốc quá chừng. Bây giờ mày phải nhặt thóc ra thóc, gạo ra gạo. Xong việc rồi muốn đi đâu thì đi. Bà về mà còn thấy gạo thóc lẫn lộn, chết chứ bà. Không được. Nè 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 nè. Trật tự nè. Xếp hàng cho đàng hoàng. Đó, đúng rồi, xếp hàng nè, không có chen lấn nè. Ê, hai cái ông kia đâu vậy? Đi ra ngoài. Rồi, chỗ này đàng hoàng nghe, xếp hàng lại. Nè 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 nè. Trật tự nè. Đó, đứng xếp hàng vô. Từ cũng tới mà. Trời ơi. Ê, hai bà kia, đâu vậy? Ra ngoài nè. Ra ngoài sao? Đúng. Đi ra ngoài sao lên đứng. Sắp hàng từ từ chứ, đâu còn chen lên kìa. Thôi, đừng cố gắng. Người khác lên. Trời ơi, có gì đâu. Chân gì mà dài quá vậy nè. Dạ lên đi, người khác đi. Nè. Ê, thôi. Không vừa đâu. Người khác lên. Không có chen lên nha. Ừ. Đi ra cho người khác lên thử. Anh chủ đi mà chen lên rồi. Chết. Chân gì mà chè bè vậy nè. Tất dài, mệt mấy ghê á. Rồi, ngồi lên thử đi. Đi, lên. Trời. Không được, chân này không thể nào mang vừa. Chưa thử làm sao biết không vừa. Cho cô thử, chiếc dài này chắc rách quá. Rách, tôi đền cho chiếc khác còn đẹp gấp trăm lần chiếc này nữa kìa. Kìa, tôi đã nói là không được mà cô làm cái gì vậy? Trời ơi, lính đâu? Lôi cổ cô này ra ngoài. Nè, bắt người ta. Bắt mẹ ơi, cô con chơi. Ngài ngạc nhiên lắm sao? Yếp thị vua ban đâu có quy định về tuổi tác. Bà nói đúng, mong bà thông cảm. Nhưng chân bà già quá, không phù hợp với chiếc già đâu à. Mời bà. Ê. Nè, tôi không có mang đâu mà sợ. Chiếc giày này sao mà nó xấu xí quá không biết. Ở nhà tôi có hàng trăm đôi giày đẹp hơn vậy nhiều, mà tôi còn chưa mang. Tại sao tôi phải mang chiếc giày bé tí vậy? Cho nó đau chứ. Cô kia. À, vậy là cô Tắm đã gặp được hoàng thượng rồi. Cô Tắm sẽ là hoàng hậu phải không bà? Chứ còn gì nữa. Bà ơi, con không hiểu, với hai đống gạo thóc lẫn lộn như vậy, làm sao cô Tắm có thể nhặt kịp để đi dự hội hả bà? Tất nhiên là không thể nào cô Tắm nhặt nhanh như vậy được. Nhưng lúc bấy giờ, ông Bụt lại hiện ra và vỗ tay ba cái. Lập tức một đàn chim sẻ bay xà xuống, nhặt thóc ra đằng thóc, gạo ra đằng gạo, và chỉ nháy mắt là xong. Hay quá. Ai cho mẹ ơi. Đừng lên. Nhìn lên. Hoàng hậu vạn tuế, hoàng hậu vạn tuế. Phúc đức cho mẹ con tôi được hoàng hậu về thăm. Dạ, phúc đức, phúc đức. Dì với em đứng lên đi, không cần phải thủ lễ như vậy đâu. Dạ, tôi, xin cứ dạ, coi con như con dạ, Tắm ngày xưa dạ, vậy. Cái con này, đứng lên đi. Dì, sao dì lại? Bà cho phép rồi mà.
Ôi, hoàng hậu nhân từ, dì nhớ con quá. Con cũng nhớ, nhớ lắm. Mẹ ơi, có phải không hả mẹ? Nhớ con lắm. Con Tám nó cũng nhớ con lắm đó. Con đem ít quà bánh về dỗ cha. Nhớ ngày dỗ cha về chơi là tốt lắm rồi. Bài vẽ quà cáp chi cho tôi tốn kém. Chị có bốn mâm thôi sao? Dạ, thưa dì. Không, quà cáp nhiêu đó là tốt lắm rồi. Dạ. Giờ các ngươi có thể về, ngày mai đến đón ta. Bẩm hoàng hậu, chúng thần không thể để hoàng hậu ở đây một mình được. Đức vua sẽ không thuận đâu ạ. Cứ tâu với vua là ý của ta. Đức vua sẽ không quở trách các ngươi đâu. Dạ bẩm. Các ngươi về đi. Dạ thần. Ta đã bảo các ngươi về đi. Lui. Để con đi trước mà. Để mẹ. Để cho con mà mẹ. Gì ạ? Ý trời ơi, đẹp quá. Đúng là người đẹp mặc gì cũng đẹp phải không hả mẹ? Đúng vậy. Tắm nè. Dạ. Quà cáp con mang về toàn của ngon vật lạ, nhưng vẫn còn thiếu một thứ mà cha con thích nhất đó. À, con biết rồi. Có phải là trầu của chị Tắm Têm phải không mẹ? Con nói đúng lắm. Hay để dì leo lên cây cao hái xuống một quầy để con têm trầu cúng cha con nghe. Chị gì? Dì già cả rồi leo sao được. Để đó con leo cho. Xin phép ta về dỗ cha. Chỉ có một ngày thôi mà sao nàng têm cho ta nhiều trầu như vậy? Tại sao nàng lại bỏ ta chứ? Vàng anh, có phải vợ anh bay vào tay áo? Ngươi làm gì đó? Giờ đây. Đức vua vạn tuế. Mẹ con ngươi vào đây có chuyện gì? Hãy nói ta nghe. Dạ muôn tâu, hoàng hậu vì thương cha muốn tự mình trèo lên hái cao để têm trầu cúng dỗ, chẳng may xảy tai té chết, nhưng chúng tôi vô tội. Chuyện này bà đã thâu với ta rồi kia mà. Giả lại ta có kết tội các ngươi bao giờ đâu. Dạ muôn tâu. Còn một chuyện hệ trọng nữa.
Xin Đức Vua minh xét hả? Dạ minh xét hả? Còn chuyện gì nữa? Dạ thưa thật, lúc hấp hối hoàng hậu có trối rằng hoàng hậu rất yêu hoàng thượng. Rất yêu hoàng thượng. Lo sẽ không ai chăm sóc người. Dạ phải. Hoàng hậu bắt chúng tôi phải hứa là phải để cho con cám vào cung thay hoàng hậu chăm sóc hoàng thượng. Có như vậy hoàng hậu mới yên lòng nhắm mắt à. Yên lòng nhắm mắt à. Hoàng hậu có trối như vậy thật sao? Dạ mưu tấu, kẻ hạ dân này làm sao mà dám đặt điều để lừa dối Đức Vua. Dạ phải. Nếu ngài không tin thì không được, tôi chỉ thương cho hoàng hậu à. Hoàng hậu, chúng tôi chỉ thương cho hoàng hậu không thỏa ước nguyện, vậy thì khó lòng mà siêu thoát. Khó lòng mà siêu thoát được. Đúng rồi. Thôi được, hai người đừng khóc nữa. Dạ. Vì hoàng hậu, bà cứ để cô Cám ở lại đây. Từ ngày Cám vào cung, nhà vua chưa một lần để ý tới. Suốt ngày chỉ mải mê với chim vàng anh đến quên ăn quên ngủ. Quạch 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 quạch, giặt áo chồng tao thì giặt cho sạch, giặt mà không sạch tao rạch mặt cho. Quạch 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 quạch. Con chim lẻo mép, tao nói cho mày biết nha. Còn nói nữa hả? Tao giết. Quạch 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 quạch. Phơi áo chồng tao phải phơi bằng sao, chớ phơi hàng rào rách áo chồng tao. Quạch 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 quạch. À, quân lẻo mép, mày muốn chết hả? Được, tao cho mày chết. Quá, wow, thật là độc ác. Rồi sao nữa hả bà? Sau khi giết chim vàng anh để ăn thịt, Cám sai người lấy lông đem chôn ra đằng sau vườn thượng quyển. Chẳng bao lâu, ở đó mọc lên một cây xoan đào rất đẹp. Khi vua ra vườn ngồi nghỉ, cành xoan đào xà xuống và tỏa ra bóng mát như hai cái lọng. Thấy vậy, ngày nào vua cũng ra đó và mắt võng để nằm nghỉ. Cám biết chuyện, liền sai thợ chặt lấy thân cây xoan đào để làm khung cửi. Nhưng mỗi khi Cám ngồi vào để dệt, thì khung cửi lại kêu có ca có két, lấy tranh chồng chị khoét mắt ra. Cám sợ hãi lại sai đốt khung cửi và đem tro đi đổ thật xa. Tại chỗ đổ tro đó mọc lên một cây thị, và cây thị lại chỉ ra một trái mà thôi. Mùi thơm từ trái thị lan tỏa khắp nơi. Lạ thiệt, cây thị này mọc lên từ bao giờ vậy kìa? Ta đi lại trên đường này mỗi ngày mà có thấy bao giờ đâu. Cả một cây thị to như vậy mà chỉ có một trái à? Thơm quá. Thị ơi, thị rơi bị bà. Thị thơm bà ngửi chứ bà không ăn. Dạ, muôn tâu hoàng thượng, thần thấy hoàng thượng không được khỏe lắm, cứ lang thang như vậy, thần e ngại cho long thể của hoàng thượng. Ngươi lầm rồi, ta còn khỏe hơn cả ngươi nữa đấy. Dạ, muôn tâu hoàng thượng, dù thế nào đi chăng nữa, thì vương quốc một ngày không thể thiếu vua. Dạ, thần nghĩ... Khanh không phải lo chuyện đó, vương quốc ta xưa nay an bình thịnh vượng, không có chuyện gì xảy ra đâu. Nhưng dù thế nào ta cũng sẽ tìm cho được này. Nhưng tâu hoàng thượng hoàng hậu, linh cảm mách bảo cho ta rằng nàng vẫn còn sống. Nàng đang ở đâu đây và đang chờ ta? Mang trầu lại đây cho ta. Dạ muôn tâu hoàng thượng, trầu đây à. Chừng nào ăn hết khay trầu này mà vẫn chưa tìm được nàng thì ta sẽ hồi cung. Hoàng thượng kêu hoàng thượng. Hoàng thượng à,
Hoàng thượng, hoàng thượng xin người nghĩ lại ạ. Nhưng mà biết tìm hoàng hậu ở đâu tao hoàng thượng. Hoàng thượng ạ. Hoàng thượng. Kêu hoàng thượng. Phải bạc tài khéo léo lắm mới tìm được viên trầu như vậy. Đẹp, đẹp thiệt. Quái lạ. Già đây sống nghèo nàn, thanh đạm. Suốt đời không có làm điều gì ác. Dù lý, có ai nỡ hại già hay sao? Không, không. Ngon, ngon thiệt. Khi bà lão biết được cô Tắm từ trong trái thị bước ra, bà lão liền đập nát trái thị và giữ cô Tắm ở lại sống với bà như hai mẹ con. Lẽ nào ta đã vĩnh viễn mất nàng rồi sao? Dạ, xin hoàng thượng đừng quá phiền muộn mà long thể bất an. Mọi sự đều do ông trời sắp đặt cả, có muốn cũng không được đâu ạ. Hoàng thượng, đằng kia có một túp lều, ta thử đến đó xin nghỉ chân một lát rồi tính chuyện hồi cung sao? Dạ đúng đó. Có ai ở nhà không? Có ai ở nhà không? Các ông hỏi gì? Chúng tôi đi đường xa,
xin vàng cho nghỉ chân một lát có được không? Được chứ. Tưởng gì nhà này là của các ông, xin mời các ông vào. Tự nhiên. Đa tạ. Và sống ở đây có một mình à? Cách đây 3 hôm thì già đơn thân độc mã, nhưng bây giờ thì đã có một cô con gái. Và nói vậy nghĩa là sao? Ôi, chuyện lạ lắm, các ông không thể hiểu được đâu. Mời các ông ăn miếng trầu, ăn một miếng cho nó ấm bụng. Xin mời. Dạ. Mời ông. Dạ. Các ông sao vậy? Trầu này do ai tới? Đẹp lắm phải không? Chính tài con gái của già tên đó. Các ông dùng thử đi, ngon lắm. Tâm, đúng là nàng rồi. Ta biết là nàng còn sống mà. Tâm, nàng ở đâu? Tâm, Tâm ơi, nàng ở đâu?